Em ơi, đó thì hôm nay thì vợ của anh Thép sẽ qua nói chuyện với thằng Vanh nha anh em. Tại vì anh em biết sao không? Thằng ông cố nội nè anh em. Một chỗ 2K8 chửi thằng 1997 như con không đẻ. Ủa cái gì đúng thì mình chửi. Đúng cái gì đó, nói ra nghe coi, đúng cái gì. Đá giải nhường như người ta đá. Nhường như mấy thằng hay đá, mấy thằng dở không đá hả? Đúng thì đương nhiên, đội mạnh rồi. Muốn lấy cúp thì phải cho đội hình mạnh chứ, đúng không Quý Thanh? Đúng rồi. Cái này đúng không? Muốn lấy cúp là phải cho đội hình mạnh chứ. Muốn lấy cúp để cho đội hình mạnh vậy, ông kêu mấy cầu kia cho người ta chết ba làm chi? Ủa rồi không cho nó đá cái tội hả? Nhưng mà sao? Đó giờ em ghét con cười dữ đó đó. Nói gì kệ. Cái đó là chuyện bình thường mà anh em muốn lấy cúp là phải nói chung là kêu đội hình mạnh để mới lấy được. Chứ yếu tự nhiên cái đi đá cái hạng gì cái đi về có được cái gì đâu. Ủa nhất mới cho người ta vô mấy phút rồi tự nhiên cầm nón để làm mà gì một hồi công. Á chị Hương qua sẽ nói chuyện với mày với ổng nữa. Em sợ hả anh Quý? Nói chuyện với tao miếu miếu rồi sao mày cứ miếu gì cha. Ủa anh coi tướng em với ổng sao chứ mày đánh nhau không? Ủa anh em chưa thử sao biết tuổi trẻ. Tuổi trẻ nói chung là con ốc tiêu nó mới nổi nha anh em. Xong rồi nó đi cự với một người đã từng chinh chiến nghĩa vụ quân sự rồi các thứ là ngày nó mới nhú. Mà ông Thép có đi nghĩa vụ nữa hả hay chốn? Sao không có? Sao không có? Có lắm nè, tướng đó mà đi được mấy hay qua đi hôm qua đi rồi nói hôm qua hôm qua đi rồi tao thấy mày ngông cuồng lắm rồi đó. Tao thấy mày ngông cuồng lắm rồi đó. Bỏ ra cái gì đúng tao thấy mày đúng người ta đúng với ba. Bỏ đi đi gì đi má đi ông em Thép xong rồi cay hả ba. Bữa tao làm gì cay? Tao làm gì cái? Ủa tao heo đúng thôi, mày hát ai đúng? Mày hát này sai hay là anh đúng? Đúng ba ơi, mày chửi anh Thép sao? Ừ, tao cái này nào đúng thì tao nói đúng chứ ba. Tự nhiên cái sai thì tao binh, tự nhiên tao binh theo sai hả? Tao cũng thấy như vậy đó. Mà hồi hôm qua đi rồi mày nói chuyện. Rồi á, không có gì đâu mà khóc. Nè, không có gì đâu mà khóc. Khóc cha. Kìa. Mày bỏ ra con Vanh mày bị khùng hết vậy? Ủa đúng mà kêu mày thắng tao mà. Ủa mày không bảnh nữa, mày không chạy nữa rồi mày bảnh không? Cho mày chạy mày. Mày làm gì mày chữ hệ vậy? Hả? Thích. Cái gì thích không? Thích. Ai dạy mày vậy? Nè nè chữ hề nè. Chữ hề không? Chữ hề không? Gì đâu mày gì vậy chị? Gì mà gì vậy? Thì thấy mới qua, tự nhiên mới qua nó đập cái độ rồi đó. Bay ra đập xe nó quýnh nó bay vô đập xe đó, thấy không? Nó không chung cái gì mà tự nhiên cái khùng áo khùng lên này thấy rõ ràng không Quý Thanh? Má nó bị khùng rồi. Mày thấy rõ ràng không? Biết đây nó ngổn quá trời. Thấy rõ ràng không? Thấy. Ai làm gì đó? Qua chưa nói được tôi bảo như đó, là bay qua nó tự ra đó, đập xe ra đó. Nó càng cái đục vô mặt tao. Cái gì? Đục mặt tao. Ai dạy mày chữ hề như vậy? Hả? Mày không biết là tao đang quay, mày biết bao nhiêu người ta nhìn không? Kệ người ta chứ qua. Ủa mày ai dạy mày? Ai dạy mày? Mày chưa thấy tao khùng đúng không? Mày chưa thấy tao khùng đúng không? Mày cương nè, mày quýnh tao đi. Mày quýnh tao đi. Cái gì mà người ta lớn mà mày phải biết tôn trọng người ta chứ mày, tự nhiên mày bay qua mày quất người ta dữ vậy? Ủa nhưng mà cái gì đúng em nói đúng không? Làm gì đúng? Mày nói đi. Tao trả lời cho mày nghe. Hôm đó anh bảo anh Đức mày nhịn một câu đi. Ừ. Mà em thấy không công bằng. Nhịn một câu là cái gì? Anh Đức phải nhịn. Nè bố hổm, tôi hổm tao kêu ra chị Hương với anh Thép là nhịn một câu, người nhịn đi, bên nào cũng có lỗi hết là nhịn đi. Mày chửi người ta đúng không? Ủa chẳng nhẽ anh em đó giờ. Ủa tao ăn Đức cũng là anh em tao vậy, tao muốn cho anh em nhẹ nhàng bỏ qua nhịn người nhịn câu thì có gì đâu.
Vậy mà anh em hả Quý? Chứ gì sao? Chồng chị qua làm quà rồi mắc gì em chửi chồng chị chứ? Tổng qua tính làm quà đó mày không chim vô sao ấy? Có thấy mày chữ hệ dữ lắm rồi đó. Làm gì không hết? Không hết thì mắc gì phải chửi người ta. Nói đàng hoàng. Mày không hết thì mày đừng nhìn, mày đừng nói chuyện. Trời ơi, Quýnh hú luôn, cái đụp luôn cái gì nè. Đụng nó mắt vô, vô cái càm nè. Cái gì mà tao nói mày nè, cuộc sống này á, mày đừng bao giờ mà chữ hề cái người lớn tuổi như mày. Tại vì người ta không quýnh mày thôi. Hiểu chưa? Nhưng mà làm sao? Sao hồi nãy anh kêu khích em, anh bảo là hồi anh tép qua đi mày chết. Ủa? Cái đó anh mới cay. Thì qua nói chuyện thôi chứ gì chết. Ủa? Chị Hương nè, không ăn nè, nó chửi gì đó, chồng chị gì đó. Rồi cái bữa nay chị nói chị qua, chị nói chuyện với em nè. Nói chuyện thôi, tao hù tao nói chuyện với mày chơi thôi. Mày không lẽ qua ông Hép ông đánh mày, rồi tao cho ông Hép đánh mày. Không đánh thì em cũng đánh không. Làm gì đánh không? Cái đó là cái đó là mày còn non, mày chưa suy nghĩ được. Không có gì hết trơn á. Tao lớn vừa qua như để ca chạy ra đạp xe rồi ha. Nhảy bọn té luôn. Dính hết rồi. Chết về luôn quá. Hết rồi. Thôi đâu rồi. Hết rồi. Thép. Hết rồi. Nhưng mà hồi nãy quá. Hồi nãy là quá khứ đi. Chạy ra luôn trời. Quá khứ đi. Chắc nó cũng cay ông dữ lắm rồi đó ông Hép ơi. Tao làm gì đó cay đâu. Tao đâu làm gì đó đâu. Thì đâu giờ vô không làm gì nè đâu. Bây giờ đó không làm gì đó. Ông nói đi. Bây rồi ngồi đây nè, ngồi đây đi. Từ từ ngồi đây nói chuyện đi. Vụ gì là ta làm gì tao với đứa cống rồi, vụ gì là mày bắt quá mày chửi tao. Hả? Không có đâu có làm gì mày đâu. Bữa nói chuyện cà phê đó, đáng lý ra là hoài đó, tao đứa cống hoài đó, mắc gì bây giờ mày chửi tao anh chị. Mà em với đứa cống đó là chơi với nhau mà. Đó giờ đứa bảo vệ em chẳng nghe em không làm được. Mà làm bảo vệ gì mà bây giờ bữa đó tao có nói gì bậy với đứa cống không? Hả? Không có chửi gì đâu. Hổm là tính làm quà mà. Nhìn thấy mặt ổng là em nhớ mấy clip trước rồi. Clip gì? Nhìn ông gáy em ức chế. Rồi bắt quà. Ghế cho đội ai? Rồi làm gì hồi nãy mày, hồi nãy tao vô xong rồi mà nãy người ta mới vô bước vô xe mày làm gì mày xong vô mày đạp tao. Quý kìa. Thế anh Quý nói anh qua anh dữ lắm mà anh quýnh em gì mà. Cái gì? Hồi nãy giờ tao không hù có nói quýnh. Đó, anh nói nè một hồi mày coi lại video đi. Mà nó hù gì đó. Thì qua thì nói chuyện với mày thôi. Gì? Thì qua chị Hương nói chuyện nè. Thì tao hù mày để coi con mày sao thôi. Lựa như mày ra mày đạp dữ vậy. Thì em tự vệ trước mà không được. Ủa tự vệ gì mày ra quýt người ta. Hả? Rồi bây giờ muốn sao? Làm sao em vậy à? Sao là sao? Bây giờ nãy mày là lộn. Hả? Bây giờ anh muốn sao là sao? Thôi. Thôi được rồi. Mày cũng lứt danh. Thôi nè. Bây giờ nói nhẹ nhỏ đi, thằng Banh đó mày im lại đi. Tao thấy mày không có được rồi đó. Tao nói thiệt với mấy đứa nha, thằng này nha. Bữa nào thiệt á, tao nói rồi đó. Nó đụng tới anh thì không sao. Hồi nãy á chở bé Hương qua. Rồi đỡ bé Hương té xuống, bé Hương có gì thì sao? Đúng không? Thằng này giết nó mắc dại lắm. Anh nói rồi, thằng này sớm muộn à. Thôi hôm qua kệ đi. Mà anh qua anh có làm gì không? Thằng Đức nó không có ở đây. Nhưng mà anh qua anh có làm cái gì đâu. Đúng không? Cưng kêu anh qua nói chuyện vụ một anh nó chửi anh nó xin lỗi anh gì đó. Thì anh qua bước qua tự nhiên bước qua vừa chưa bước xuống xe nữa. Đâu tao có kêu xin lỗi, kêu chị Hương nói với nó nè. Hôm qua nó chửi anh nè. Rồi tự nhiên cái Hương nó mới nói với anh là gì đó. Là thằng Vanh nó kêu qua anh qua xin lỗi gì kìa. Rồi anh mới chạy qua. Chứ mày nghĩ đi anh bước qua này làm gì? Rồi xe qua vừa bước xuống xe chưa có nói tiếng trước tiếng sau chưa. Cái bay lại nó đạp xe nó mỉm nữa. Thôi nè bây giờ nè. Nãy nghe nói gì không? Nói đi. Nói gì? Nói gì đó. Xong cho xong mọi chuyện em đẹp đi. Không thích thì đừng nhìn mặt chị nữa thì xong. Em không có thích ổng. Em không có sai. Bây giờ nè. Không cái đó chết mày. Em không quỳ xuống không xin lỗi ổng đâu. Nói thiệt anh luôn á. Ủa tao đâu có kêu mày xin lỗi đâu. Chứ em kêu làm hòa chi. Ủa tao kêu mày giờ mày không thích người ta thì mày nói người ta là đời đừng anh đừng nhìn mặt em cũng không nhìn mặt anh là xong. Hỏi nó nhiều chưa? Bây giờ hỏi nó nhiều nè. Mày cút từ đây về sau. Thấy mày. Tôi nói mày. Em biết luôn á, tôi cũng vậy á. Cái câu đó tôi định nói với ông luôn á. Dạ,
Thôi anh Thép ơi, anh Thép, em chính này quất con cái nữa nha. Không. Thôi. Em chính. Không. Em chính này có thằng Đức. Thằng Đức nó ok với anh rồi. Còn của anh thì thua. Anh nói với Cưng á, anh với thằng Đức không có cái gì hết trơn á. Rồi. Bữa anh nói chuyện với thằng Đức là ok rồi. Bây giờ thằng có thằng Vanh nè. Bữa anh nói chuyện với thằng Đức nè, thằng Đức nó nói anh á là thôi bây giờ ví dụ như giờ là người nhịn bước. Bữa đó nếu mà anh không nhường người nhịn bước, anh với thằng Đức có vô gọi mấy cà phê nói chuyện nhau không? Rồi. Đúng không? Rồi thôi hạ nhiệt đi. Đúng không? Hồi nãy em xúc nó một cái muốn đau cái chân đọt nè. Xúc nó một cái mà cái chân nó đỏ. Nhìn nó, nhìn nha. Đó, bái qua mà nhìn nó hiểm xem vậy đó. Thôi được không? Nhỏ mà làm gì còn đây đâu. Đây nè, cái chân này xúc. Ai xúc cái gì trời kìa. Trời ơi trời, nghĩ sao mà nó còn... Cái gì mà, nào mà thấy không? Cái gì nào đúng thì đúng chứ, tự nhiên chưa... Thấy không? Không có được, thôi không có được rồi. Cái này không được rồi. Anh em anh nãy tình mới bước qua đây thôi chứ anh nghĩ anh với nó là có cái gì đâu, nó là cái gì vậy? Đúng không? Ừ thì nó đâu có gì đâu. Thôi bây giờ bỏ đi. Bây giờ em chính nha, em chính có đứa cống quay trở lại tay em. Để đấy coi đi. Cái tình hình sao có được. Rồi còn của anh thua. Không sao đó. Chị Hương ấy dữ vậy? Quảng hốt dữ lắm hả? Ra đạo cái đùng cái hả? Hết hồn mới chứ. Hết hồn mới qua nói chuyện với nó thôi mà nó vậy. Thôi vậy chị Hương Thép về đi anh Thép ơi. Về luôn đi. Mày im đi. Anh em chơi đó giờ anh em đâu. Ủa thằng Đức giờ nó quay lại với anh rồi mà sao mày biết? Sao anh biết được chứ? Đức quay lại rồi. Sao mày biết được? Em chính nè, thằng Đức nó đá lại cho anh nè. Nó lại có một giải cuối, anh Đức nói em rồi. Mày dám cá gì với tao? Anh dám cá gì? Cá gì không? Anh cá gì em cá hết á. Quỳ lại xin lỗi anh Thép. Gì? Chơi không? Chơi. Rồi, ok. Rồi, ok. Thằng Đức mà quay lại là thằng Vanh nó xin lỗi ông Thép nha anh em. Chắc nha. Nhưng mà hồi nãy anh xúc miệng cái quá khứ của anh đây. Nó nhiệt quá. Dừa. Dừa gì? Chửi người ta. Dừa nó qua em chửi người ta. Thôi. Không đúng cái gì. Nói chung là em chính này nha anh em. Em chính này nha. Đục phú một cái nè. Quá khứ đi. Giọng vô luôn. Thừa ba ga dữ ha. Được, có tiến bộ những người Hà Nội.